Liên cho các bác một em nữa, hốp lót nhá, phong cách trẻ trung. Cái này là phong cách trẻ nam tính. Con này cực kỳ trẻ luôn ạ. Phong cách quá trẻ luôn, nam tính ạ. Nguyên hộp. Đây là sách sách hướng dẫn và thẻ của nó này. Sách hướng dẫn và thẻ. Con này nguyên hộp luôn. À, dòng này thì có mức giá là 2 triệu 600 nghìn. 2 triệu 600 nghìn. Con này 2 triệu 600 nghìn. À, dòng này là size size to. Size này hợp với cái cổ tay này của bác, cái cổ tay từ 19 nhé. Các bác dùng dây thước bác đo vòng tay này từ 19 trở 19, 20, 21, 22, 23, 24 đều đeo được con này. Bác nào cổ tay 18 thì phải đeo size 40, con này size 42 trở lên nhé. Con này size 42 nên là nó hợp với cổ tay của bác nào đo vòng tay này từ từ 19 trở lên. Đấy, con nhìn chưa? Con này thì size quá đẹp rồi, thép trắng này. Dòng này thì đeo nó phong cách nó trẻ trung sang trọng này. Bác nhìn này, nó chỉ có vết vân tay, bám vân tay chứ còn nó luôn, nó đẹp xuất sắc luôn ạ. Này cần thì phải dùng lau này đi, này lau này đi cho các bác nhìn nó mới thích này. Nó không có một vết vân tay nữa, phải nhìn nó phê, phải nhìn nó thích đấy, phê chưa. Đấy, đây là con húp lót này là size 42 nhé. 42 là đo cái viền trên bác nhé, 42 là đo cái viền chém cạnh này này. Đấy là 42 này. Đấy, còn tổng này thì nó phải lên đến 45. Đấy, nên nó hợp với cổ tay của bác nào. Chú ý nhé, cổ tay này phải to từ 19 trở lên, 19 đến 24 đeo con này hợp nó đẹp nhé. Dây silicone, dây silicone zin theo cổ luôn. Đấy, được chưa? 2 triệu 600 nghìn. 2 triệu 600 nghìn. Cơ automatic ạ. Nó đang chạy đấy. Cơ automatic. Đây để em Tuấn tháo luôn ra cho bác xem. Đó, cơ automatic. Đây ạ. Thế đây khi khi mình đeo vào mình lắc cái bán nguyệt này nó quay này. Đấy. Bán nguyệt nó quay thì nó sẽ lên cót. Nó gọi là auto, nó cứ tự động luôn. Đấy. Đây em đeo vào cho bác. Cổ tay của em Tuấn bé nhé. Con này em tôi đeo không hợp bởi vì cổ tay của em bé. Nên bác nhìn này, khi cổ tay mình bé mình đeo vào nó nuốt mất, nên chú ý là cái cổ tay này đo là phải từ 19 trở lên. Chú ý nhá, cổ tay đo phải từ 19 trở lên. Em tôi nói rõ luôn rồi để cho bác chủ động đấy. Từ 19 trở lên thì đeo nó mới hợp lý. 19, 20, 21, 22, 23, 24 đeo nó mới hợp lý. Cái tay bé quá là đeo không được. Đấy, đây là size to cho bác luôn. Size to, size 42. Size to. Mức giá Tuấn em Tuấn báo rồi. Còn bác nào muốn lấy hộp này thì lấy, nếu bác nào không lấy hộp mà bác lấy nguyên đồng hồ thì không, nguyên đồng hồ thì không thì bác trừ cái hộp này đi 180.000 cho em nhé. Bên em sẽ nhập lại cho bác cái hộp này 180.000. Đấy, còn lấy nguyên đồng hồ thì sẽ trừ cho, vì nhiều bác mua về xong bác bỏ cái đồng hồ cái hộp này mà bác không dùng đấy. Ok chưa? Đấy thì đấy, bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em Tuấn nhé. Mức giá là 2,6 triệu. Hoặc là bác nào thích màu khác nhé, ví dụ mà thích màu vàng hay màu đen hay màu xanh nào khác thì nhắn tin cho em Tuấn vào Zalo. Đây, Zalo số này này 0911 169901, nhắn tin vào Zalo số đấy cho em. Thì bên em sẽ trả lời cho bác và gửi các mẫu cho bác chọn nó hợp lý nữa. Đấy, nó sẽ hợp lý hơn. Ok chưa? Thì nó sẽ hợp lý hơn. Còn là mẫu thì nó sẽ có nhiều mẫu, thì bác muốn mẫu nào khác thì bác nhắn vào Zalo. Thì lúc đó bên em sẽ trả lời cho nó hợp lý. Đấy, 2 triệu 600 nghìn bác nhé. Rồi, hẹn các bác clip sau đi.